Chào những em bé hiếu học. Hôm nay chúng ta sẽ có tiết sinh học với chủ đề chính là 5 loài động vật sắp bị tuyệt chủng ở Việt Nam. Nào, dĩ nhiên có rất nhiều động vật đang bị thông hoa ở nước ta, ví dụ như là thằng bạn mình một lần đá FIFA với mình. Nhưng video này sẽ nói về 5 loài động vật nổi tiếng mà ai cũng biết, nhưng lại không có nhiều người biết về thực trạng hiện tại của chúng ở ngoài tự nhiên. Con vật đầu tiên mình muốn nhắc đến đó là hổ. Chắc hẳn ai cũng biết đến con vật đa tài này, làm được cả thơ cơ mà. Ở Việt Nam từ những năm 60 trở về trước thì có rất nhiều hổ trải dài từ Bắc vào Nam, gây ra nhiều phiền toái cho người dân vì chúng chuyên môn để bắt trộm động vật chăn nuôi và thỉnh thoảng là cả người. Tuy nhiên, may mắn thay là giờ chúng ta không phải lo về việc này nữa vì khoa học đã chứng minh là một con hổ có 0% cơ hội làm phiền cuộc sống của bạn nếu như nó đã bị nhét vào nồi để nấu cao. Từ vài nghìn con ở thế kỷ trước, năm 2001 nước ta chỉ còn hơn 100 con hổ ngoài tự nhiên và năm 2011 con số đó là dưới 50. Năm 2010, trước thực trạng hổ hoang dã giảm mạnh, Việt Nam đã đưa ra mục tiêu là sẽ tăng gấp đôi số lượng hổ vào năm 2022. Đến nay thì chúng ta đã hoàn thành được hơn 80% quãng đường. Đó là sống sót được 10 trong tổng số 12 năm này. Còn hổ thì vẫn tiếp tục chết. Năm 2016, ước tính nước ta chỉ còn dưới 5 con hổ ngoài tự nhiên và hiện tại nhiều nhà khoa học cho rằng chúng đã hoàn toàn bị tuyệt chủng. Đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm đâu. Hổ hoang dã ở nước ta đã hoàn toàn bị tuyệt chủng. Tiếp theo chúng ta có sao la. Đây là một loài vật đặc biệt vì mãi đến năm 1992, các nhà khoa học mới khám phá ra được sự tồn tại của chúng. Mà việc khám phá ra một loài thú lớn ở thế kỷ 20 là điều cực kỳ hiếm. Cho đến hiện tại, các nhà khoa học vẫn biết rất ít về loài động vật này vì đây là những con thú nhút nhát, chỉ sống trong những khu rừng biên sinh. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là sao la rất giống với đứa bạn thân của bạn. Nhìn ngoài thì giống hiệu giống nai, những kết quả xét nghiệm ADN cho thấy những con vật này thật ra có họ hàng với loài bò. Hiện tại ở Việt Nam, sao la còn khoảng dưới 100 con, tập trung ở dãy Trường Sơn. Tuy chúng có lợi thế ở điểm là người Việt Nam ngày xưa không biết đến loài này nên chưa kịp tìm ra là chúng có dùng để làm thuốc bổ gì không. Nhưng số lượng sao la vẫn bị đe dọa bởi việc bị dính bẫy săn trong rừng. Cả gì chứ chọn spawn ở Việt Nam thì ăn spawn kill gần như là cái chắc. Mẹ đúng lũ như bò. Nhắc đến bò, con vật tiếp theo đó là bò tót. Cái gì cơ? Ở Việt Nam cũng có bò tót ư? Đúng rồi đây em bé đầu đất của tôi. Không chỉ ở Tây Ban Nha mà ở Việt Nam cũng có bò tót nữa. Bạn mà không biết điều này thì bạn thật là một đứa ngu ngốc và không quan tâm đến sự đa dạng sinh học của nước nhà. Bò tót Việt Nam thuộc về giống bò tót Đông Dương và so với bò tót Tây Ban Nha thì chúng cao to hơn, cân nặng hơn và thay vì bị kích động bởi mấy tấm vải thì hay bị kích động bởi những thông tin thiếu căn cứ và chưa được xác minh trên mạng. Ngoài tự nhiên thì bò tót gần như không có kẻ thù. Ý mình là nhìn cái này đi, đây sẽ là thứ cuối cùng mình muốn nhìn thấy nếu như đang đi dạo ở trong rừng. Các bộ phận của bò tót đều có giá trị rất cao nên chúng luôn bị săn bắt dữ dội. Từ số lượng hơn 3.000 con phân bố hàng chục tỉnh Việt Nam những năm 1970, hiện tại bò tót hoang dã ở nước ta chỉ còn khoảng 300 con, phân bố chủ yếu ở Tây Nguyên. Một con vật khác cũng sắp bị tuyệt chủng đó là TT. Ở Việt Nam có hai loại TT là TT Java và TT vàng. Tại sao TT màu đen thì gọi là TT vàng, trong khi TT màu vàng thì gọi là TT Java thì mình không biết. Đây là những con thú đáng yêu, chúng rất nhút nhát, sống đơn độc, có thị lực kém. Ban ngày thì ngủ còn ban đêm mới đi kiếm ăn. Con non thì bám đuôi con mẹ và 10 năm mới giao phối một lần. Hay nói cách khác thì TT sống không khác gì một sinh viên học lập trình cả. Ngoại trừ việc thì thật ra TT vẫn giao phối một năm một lần. Hiện tại mình không thể tìm được số liệu chính xác là Việt Nam còn bao nhiêu con TT. Tuy nhiên chắc chắn là chúng không còn nhiều vì một, vảy TT bị coi là một loại thuốc quý trong khi nó có chung cấu tạo với móng tay người. Từ năm 2013 đến 2017, trong số các tang chứng thu được từ các vụ buôn bán động vật hoang dã thì khối lượng TT xếp thứ hai chỉ sau voi. Và cuối cùng, cách tự vệ chủ yếu của TT là cuộn tròn lại và nằm dưới đất. Ngoài tự nhiên thì cách này rất hữu hiệu vì vảy của TT rất cứng. Nhưng với các tay thợ săn thì việc này chả khác gì tự hiến dâng bản thân cả. Động vật cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đó là voi. Chắc hẳn ai cũng quen biết thanh niên voi ở bản Đôn. Cái tay mà chưa có ngà vì vẫn còn bé và còn rất ham ăn chơi nhảy múa. Hiện tại những chú voi như Đôn ngoài tự nhiên không còn nhiều. Nếu như năm 1980, Việt Nam có khoảng 1.500 tới 2.000 con voi hoang dã, thì hiện nay chúng ta chỉ còn khoảng hơn 100 con, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên. Số lượng voi giảm mạnh do nhiều yếu tố, bao gồm phá rừng hay do nạn săn bắt voi để lấy ngà, lấy lông đuôi hay lột da làm thuốc. Mặt khác, so với những con vật khác ở trong video này, thì bảo tồn loài voi có một đặc thù riêng, đó là bên cạnh việc bảo vệ con voi khỏi con người, thì chúng ta cũng phải bảo vệ cả con người khỏi voi nữa. Trong những năm gần đây, voi hoang dã thường xuyên kéo về bản làng để phá nương, phá dãy kiếm ăn, gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Dù sao thì đã có rất nhiều nỗ lực để bảo tồn loài voi và mình mong là chúng sẽ có kết quả để trong tương lai con cháu chúng ta không phải hát. Chú voi con ở bản Đôn chưa
Vì chú bị bắn chết và cơm mất ngà còn mạnh nó rồi. Vừa rồi là năm loài vật ai cũng biết nhưng lại không có nhiều người biết là sắp bị tuyệt chủng ở Việt Nam. Vì là một em bé vừa hiếu học lại vừa yêu môi trường nên chắc hẳn bà đang tự hỏi là cách nào để có thể bảo vệ chúng. Thật ra thì mình cũng chẳng có lời khuyên gì hơn những cái lời khuyên mà báo đài hay nói đâu. Mình chỉ có một mong muốn là bạn hãy thật quyết liệt trong việc ngăn bố mẹ hay người thân của bạn tiêu thụ động vật hoang dã. TV nói thì có thể họ không nghe, nhưng bạn nói thì chắc chắn họ sẽ nghe. Thế thôi, mình là đại khái là thế, và chúc bạn yêu động vật vui vẻ. Ê đôn, video xong rồi, đưa điều khiển đấy.